Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, ngày 23 tháng 1, thời tiết ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Đi kèm với cái rét là mưa phùn nên cảm giác sẽ càng lạnh hơn. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 11 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này còn ảnh hưởng đến các tỉnh ở miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ hạ nhiệt thấp nhất chỉ từ 9 đến 11 độ C. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tại Nam Bộ, trời nắng nhưng nhiều mây, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào vài nơi. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía đông Nam Trường Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23 tháng 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, có nơi dưới 2 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét đậm rét hại, phía Nam chiều tối và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 9 đến 11 độ C, phía Nam từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 23 độ C, phía Nam từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ C, phía Nam từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm không khí mát mẻ, trời ít mây, ít mưa, có nắng từ sớm và nắng chiều từ trưa đến chiều, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!